Hello cả nhà nha. Thì mình cũng có công việc bận tí anh chị, thành ra là mình làm nhanh cái video để nói về cổ phiếu Man Sang nha anh chị. Thì cái xu hướng của cổ phiếu Man Sang thì anh chị nhìn lên anh chị thấy là nó là một cái trục giá giảm điểm, một cái kênh giá giảm điểm. Hiện tại nó làm thành một cái mô hình, đó là mô hình tam giác. Thì trong giai đoạn này nha anh chị, nó có sự biến đổi, đó là nó đang có cái sự tích lũy rất là chặt chẽ, không rất là chặt nha anh chị. Thì thường vô những cái mô hình giá đây, nếu như mà cái điều mà nó có thể đi lên được nha anh chị, thì nó sẽ mang lại một cái lợi nhuận rất lớn, có thể là nó sẽ tiến về khu vực là 135, 135 nha anh chị, đó là cái target. Thì trong giai đoạn này nó đang nén một cái nền giá như thế này, ở xu hướng của Man Sang hiện tại giai đoạn này nó chỉ cần tích lũy thêm một hai phiên nữa mà nó bùng nổ được nha anh chị. Thì cái xu hướng của nó sẽ về lại cái khu vực phía trên này. Ở đây là một trong những cái mô hình giá đẹp nha anh chị, một trong những cái mô hình giá đẹp. Thì ở đây để mà đưa về cái mặt trung hạn dài hơn thì anh chị thấy nó đang kết thúc một cái xu hướng không gì, nó kết thúc một cái kênh xu hướng không. Thì đây là một trong những cái tín hiệu mà mình thấy là tương đối đẹp, khả năng nó sẽ giữ nhịp cho thị trường, nó sẽ kéo thị trường đi trong giai đoạn này để mà những cái mã cổ phiếu nhà đầu tư có thể chốt lại những cái mã cổ phiếu nhỏ hơn. Thì trong giai đoạn này anh chị nhà đầu tư đánh thì cái mã cổ phiếu này nó có một cái hay, đó là khi mình đi với cái khối lượng tiền nó tương đối ổn, không đi gia tăng với cái tiền của mình đó anh chị, mình có thể đánh lớn được. Ở trong giai đoạn này đối với Man Sang có thể chú ý đến một trong những cái tín hiệu mình thấy tương đối đẹp, hỗ trợ ngay bên dưới luôn. Các lỗ thì có thể là đặt 109 nha anh chị, 109. Còn lại giai đoạn này xu hướng của nó đã là phá kênh rồi thì xu hướng nó vẫn đi lên. Nhìn về xu hướng về mặt ngắn hạn thì sau những cái cú rách thì nó đang có một cú điều chỉnh lại, thì cú điều chỉnh xuống phía dưới đây, đây là cái cơ hội để cho anh chị mua quanh dưới khu vực là 111, đó là cái điểm mua nha anh chị. Thì anh chị thấy nó đi lên không, thì hôm qua là đáo hạn phái sinh mà nó dùng cái mã cổ phiếu này thôi, còn bây giờ nó cứ quanh những cái vùng phải dưới đây hoặc là nó dưới 111, 110 gì đó, là đây là một trong những điểm giá mà mình thấy là tương đối ổn để cho anh chị nhà đầu tư tham gia vào nha anh chị. Chú ý cái mã cổ phiếu này, ok mình thấy là tương đối đẹp. Ok, cảm ơn mọi người nha. Mọi người nào quan tâm hơn nữa những cái tín hiệu mua bán thì liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại trên màn hình. Mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị nhà đầu tư bằng cách là anh chị mở tài khoản giao dịch, tham gia vào những cái dòng khách hàng bên mình. Mình sẽ tư vấn hỗ trợ cho anh chị nhà đầu tư tốt hơn trong giai đoạn sắp tới nha anh chị. Cảm ơn quý anh chị nhiều. Chúc anh chị có cái kết quả đầu tư thành công và gặp thật nhiều may mắn trong giai đoạn sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.